Ren họa tiết phối màu siêu xinh luôn cả nhà ơi. Mới hôm qua thôi á, thì em đã có nhắc với cả nhà mình là đợt này có về cho cả nhà mình ren mà phối màu nè cả nhà ơi, đẹp độc lạ đúng không? Thì ngày hôm nay váy đã cập bến rồi. Và trong các bài livestream này em sẽ dành ra 30 chiếc đầu like sẽ sale rẻ cho cả nhà mình tranh thủ ha. Đầm này thiết kế sẽ là cổ lục giác cho mấy chiếc đẹp mình, mặc lên nhìn gương mặt mình rất là sáng, rất là sang luôn. Đợt này về cho mình cái cổ áo này hơi lạ một tí à. Tay lỡ nè, vai thì em sẽ may hơi bồng nhẹ một chút, mình mặc lên không sợ bị chật bắp tay. Bản em đi ngang qua, trời ơi mấy cái đầm mà có nhấn bản em như thế này á cả nhà, mặc lên nhìn cái eo của mình sẽ nhỏ gọn hơn rất nhiều. Và chân váy em may cho mình xòe bồng như thế này, vậy nên che khéo được phần bụng tốt ha. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em đó là 1643. Ngày hôm nay cả nhà săn sale với shop 30 chiếc đầu like chỉ có 249.000 đồng một váy thôi. Đặt đơn chỉ cần bình luận ngay cho em phía dưới mã số của em đó 1643 với số điện thoại cho em là được em tư vấn. Thì hiện tại shop đang có cho các chị đẹp mình đầy đủ 4 size ạ. Em đang có cho cả nhà mình size M, L, XL và là cả 2XL từ 40kg cho tới 70kg, và eo dưới 88 cả nhà sẽ mặc việc thoải mái nha. Em có bao nhiêu ạ? Dạ em có 1m65 mấy chiếc đẹp ơi. Đầm này á thì cái form dáng con em nói là form dáng midi ha, nó sẽ dài ngang bắp chân của em. Mình thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để lưng lửng dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng váy ngắn thì mình có thể lên like các ngắn được luôn cho em, không hề sợ bị mất form luôn. Chất ren bên nhà thì cả nhà cứ yên tâm, trời ơi sờ lên nó rất là mềm luôn, mướt mượt à, có độ co giãn nhẹ nhàng hai chiều cho mình. Đợt này thì em sẽ về cho cả nhà mà ra ren họa tiết và có phối màu như thế này đây. Đó, các màu trải đều trên nền vải cho cả nhà mình. Màu sắc này thì nó rất là lạ mắt đúng không? Bình thường á, đầm trung niên thì em sẽ về cho mình những cái tông màu ren á, đơn giản trơn một màu hoặc là chỉ phối 2 màu thôi. Nhưng mà cái mẫu đầm này thì em phối cho cả nhà mình tới tận 4 màu luôn. Đầm này có phải là lạ cho nên em cũng nhập về may thử cho cả nhà mình, nhưng mà số lượng rất ít cả nhà ha. Đầm mà màu sắc lạ thì em không có may nhiều cả nhà, số lượng ít thôi. 40kg cho tới 70kg. Size M hiện tại em còn cho cả nhà mình là 36 chiếc, size L còn 34 chiếc, XL còn 36 và 2 thì là em còn 12 chiếc cưới rồi. Đó, mới về mà gần hết hàng cả nhà tại vì số lượng về ít thôi à. Dạ em 72 mình mặc size M cho em là vừa chứ đẹp nha. Chất ren thì mình cứ yên tâm, may kệ lượng 2 lớp, thiết kế thêm 2 cưới 2 bên như thế này. Dạ 249.000 đồng chị đẹp ạ. À, mẫu ren nè, đẹp độc lạ không? Form may càng đơn giản càng dễ mặc, và cái kiểu form may này em diện lên cả nhà mình thấy sao ạ? À? Trời ơi, mặc lên nó lịnh dáng dã man luôn. Chị khách nào đó giờ mà mình mặc váy nhìn mình không có hiện rõ eo o thì mình chốt liền cho mã váy này, nhất là những cái đầm mà có cái bản eo như vậy này cả nhà. Mình diện lên á, siết eo lại, mặc lên nó che khéo phần bụng tốt, mà những cái eo của mình nó nhỏ hơn rất là nhiều luôn. Chị Nguyễn Hương một chiếc luôn à. Chị Cẩm Nhung 48kg mặc size M cho em là vừa, đặt đơn bình luận cho em đi chị đẹp ạ. Mã 1643 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chờ hàng nha. Đó, ren này là ren họa tiết và phối màu cho cả nhà mình. Còn chị khách nào mà mình thích ren trơn nè hay là ren kiểu nè thì em đều có cho mình hết ha. Cứ ấn theo dõi trên bên em để mà mình cập nhật được nhiều mẫu hơn. Đầm anh em hiện tại đã có hơn 2.000 mã đầm rồi, mỗi một mã số nó sẽ tương ứng với là một cái đầm khác nhau, và đặt đơn thiếu mã là không được nha mấy chứ ha. Thiếu mã em không lên đơn được, mà sai mã là nó bay qua cái đầm khác liền luôn đó. Rồi chị Kim Cương một chiếc luôn ạ. À, mua đầm nhà shop nhiều lần rồi, mẫu nào chị cũng ưng hết. Rồi em cảm ơn chị đẹp mình ạ. À, chốt cho chị mẫu 1643 size M gửi về địa chỉ cũ nhà shop ơi, ok chứ đẹp mình luôn. 63kg có size chị đẹp ạ. À, hiện tại mẫu đầm này em còn cho cả nhà mình á là được vài chục chiếc mỗi size. Riêng size 2XL thì em còn 12 chiếc. Cả nhà thích cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền nha. Chỉ cần bình luận cho em mã 1643 và số điện thoại cho em là được em tư vấn và chị hàng chị size cho mấy chiếc mình luôn. Đang sale rất rẻ chỉ còn 249.000 đồng một váy. Giá em bán tại cửa hàng mẫu váy này là 420 cả nhà nhé. Bình thường em đã về cho mình những cái mẫu đầm mà trơn với lại họa tiết rồi đúng không cả nhà ơi? Đợt này em về cho cả nhà mình đầm hoa thêu nhé. Mẫu em đang mặc trên người mã số của em nói là 1588. Đầm này thiết kế sẽ là cổ tim cho cả nhà mình. Thân váy là màu đen và có may cho cả nhà mình nguyên cái mảng hoa thêu thủ công ở đây. Trời ơi, nó đẹp xuất sắc luôn cả nhà. Đá hoa thì sẽ chuyển màu từ màu đỏ đô sang màu đỏ tươi ha. Lá nè, lá tông màu vàng đậm, chỗ đậm chỗ nhạt nè cả nhà. Đẹp ghê chưa? Thân váy là màu đen trơn cho cả nhà nha bạn. Trời ơi, với màu hơi bị đỉnh luôn á. Mẫu lòng này cả trên mặt lên nè, vừa tôn da vừa gọn dáng luôn nha. Và cái chất liệu vải của em nói là dòng vải thun sấm cao cấp, có độ co giãn siêu nhiều nha. Vải này cả nhà mình yên tâm giặt tay giặt máy thoải mái, không có sợ là bị tua vải hay bị chạy chị vải, cũng không sợ bị chạy nhau vải luôn, cả do nó đẹp giảm mang luôn. Em có thiết kế thêm cho cả nhà mình hai túi hai bên như vậy nha. Câu khóa cái ẩn giật lệ nằm bằng sau lưng hả? Mình thích mẹ váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số của em nó 1588 và số điện thoại cho em là được nha. Nguyên một cái em đầm mắt siêu hoa thêu ngày hôm nay sắp sale rẻ cho cả nhà mình chỉ có 299.000 đồng một váy thôi. Vải này sờ lên đó cả nhà mình sẽ cảm nhận được cái làn sóng của em nó nha. Mà sờ lên cảm giác rất là thoải mái cả nhà ơi, cảm giác nó thư giãn cực kỳ luôn á. Co giãn siêu nhiều nè, mặt bên trong mướt và mịn cho cả nhà ha. Chỉ được có đúng một màu duy nhất à. Chỗ đầm này số lượng em về siêu siêu ít luôn cả nhà ơi. Bình thường em về cho mình là màu trơn với lại hoa 3D, những cái họa tiết á nó sẽ in lên trên mặt vải đúng không cả nhà ơi. Đợt này về cho mấy chiếc mình mảng hoa thêu đây, trời ơi, cái nào may ở nhà không có dán keo đâu. Hiện tại em đang còn cho mấy chiếc yêu mình size M là 26 chiếc, size L 24, XL còn 26 và 2L còn 22 chiếc cuối cùng luôn. 40kg cho tới 70kg và eo dưới 88 cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Cái túi không vậy em ơi? Có chứ đẹp ơi, hai túi hai bên đầy đủ luôn đây, tiện lợi ghê chưa. Em cao 1m65 đó nha, đầm em sẽ mặc dài phủ bóc chung em như vậy luôn, dài gần tới cổ chân. Mình thích mặc dáng dài dài thì mình cứ để dáng dài dài như vậy mình mặc. Còn chị khách nào mà mình thích mặc dáng ngắn hơn thì đơn giản lên là cắt ngắn được luôn cho em, tùy theo cái ý thích của mình mà không hề sợ bị mất phong đầm nha. Chị Nguyễn Huy có đơn hàng luôn ạ. Chứ Bảo Châu một chiếc nè, dạ 4 size chứ đẹp ơi, 40kg cho tới 70kg mình mang vừa. Em đang sale rẻ còn có 299.000 đồng thôi à. Phân khúc lòng trung niên trên thị trường thì giá của em nó dao động tầm khoảng 400-500, 500-700 hoặc là thậm chí trên dưới 1 triệu là cái chuyện rất là bình thường cả nhà. Nhưng mà cái mẫu váy này ngày hôm nay em đang sale cho mình luôn, chỉ có 299.000 đồng một váy thôi nha. Vải mềm êm lắm, đồng ý chất mặt lên nó rất là mát, độ thấm hút mồ hôi cao nha, không sợ bị nhăn nhầu chạy nhào vải như luôn á chứ ạ. Và em đang sale còn 299.000 đồng một váy thôi. Mình thích cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn chốt liền. Bình luận ngay trên phía dưới mã số của em nó 1588 và số điện thoại cho em là được ha. Váy bên nhà em là chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà cho các chị đẹp mình từ U40 50 tuổi trở lên, mình mặc hợp và sang hơn ha. Còn chị khách nào mà mình tầm mười mấy hai mấy tuổi mà cái gu của mình gu trưởng thành và chững chạc thì ok, mình cũng có thể bông trên thoải mái. E83 mặc 2XL là vừa đó chị ạ. Bây giờ là còn đầy đủ hàng đầy đủ size đó đó, nhưng mà chút xíu là nó lẻ size nó hết hàng liền đó chị ạ. Tại vì đầm này bình thường em về cho mình đi mỗi một size là mấy trăm chiếc, 1000 chiếc là chuyện bình thường, đó là một size đó nha. Còn đầm này nè, size M còn 26 chiếc, size L còn cho mình 24 chiếc, XL còn 26 và 2XL chỉ còn 22 chiếc cuối cùng thôi là em hết luôn nha. Cả nhà thích cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền, chỉ còn bình luận ngay trên phía dưới mã số 1588 và số điện thoại chị mà được em tư vấn nha. Có được kiểm tra không em? Thoải mái chứ đẹp ơi, em mặc ra livestream như thế nào về nhà nhận được váy là y chang như vậy. Nãy giờ em đã giới thiệu rất là kỹ lưỡng cho mình luôn đúng không? Thì về nhà mình nhận được váy là y chang vậy luôn á chứ yêu ạ. Kiểm tra thoải mái trước khi thanh toán nha. Thấy đúng hàng đúng mẫu và giá quá rẻ so với chất lượng của em nó thì đừng quên quay lại đây comment review sản phẩm cho em nha. Rồi kiểm tra giùm em lần nữa mấy chứ yêu ơi. Mã số của em nó 1588 nè. Đừng quên chia sẻ để được hưởng ngay giá ưu đãi nha. Mẫu sơ mi này rất là hot trong thời gian vừa qua đúng không cả nhà ơi? Mẫu nào đây thì hiện tại em còn cho các chiếc đẹp mình chỉ còn đúng 25 chiếc cuối cùng cho size L thôi à. Ngày hôm nay thì em sẽ sale luôn ha, giá vừa bán vừa tặng, cả nhà tranh thủ vô đây liền. 179.000 đồng chút luôn cho chị em mình về nhà mặc thử coi nha. Những chị khách quen bên nhà em là có hết trơn rồi đó. Bây giờ chị khách nào mà lần đầu tiên biết đến bên nhà em hay là lần đầu tiên coi livestream của shop nên chốt cái mã váy này nha. Chứ là bạn của em nói là dòng vải von hàng cao cấp. Vải von hàng so với những cái vải von khác thì nó sẽ có cái độ dày dặn hơn nha, mềm nhẹ, chất rất là mát luôn, giặt tay giặt máy thoải mái, không có sợ bị tư vải là bị chạy chị vải gì cả. Đồng này thiết kế sờ cổ sơ mi cho mấy chị đẹp mình nè, tay lỡ nha, vai bồng cho cả nhà mình, có nhánh eo và dáng đầu không xòe tròn tự nhiên che khéo được cái phần bụng rất là tốt luôn. Chị khách là mình đặt đơn cứu việc bình luận ngay trên phía dưới mã số 1627 với số điện thoại cho em là được ha. Giá cũ thì cả nhà đã biết rồi à, 420 thì mẫu đầm này đã rất là hot trong thời gian vừa qua rồi, nhưng mà ngày hôm nay em sale rẻ cho mình luôn, size L cả nhà nha. Như vậy là đầm này sẽ có size dưới 58kg và eo dưới 78 cho em thì mình sẽ mang vừa. Hết 2XL 60 hết rồi chứ đẹp ơi. Thôi mình rút kinh nghiệm nha, đợt sau á cả nhà mình mình mua nhanh một tí xíu, em về đủ size là mình chốt đơn lẹ lẹ ha. Tại vì chậm tay quá nó hết hàng, rất là ổn cả nhà nha. Đặt đơn nhớ kỹ mã dùm em, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số các em đó là 1627 và số điện thoại chị em là được. Em đến gần cho cả nhà xem cái họa tiết các em đó nè. Họa tiết hạt dẻ như dễ thương lắm. Nền vải sẽ là màu đen và có phối cho mình những cái họa tiết hạt dẻ nè. Trời, cái màu cưng ghê chưa à, màu vàng cam nè, màu nâu nè, rồi màu xanh ngọc bích cho cả nhà mình. Xuất sắc cả nhà ơi, von hàng. Phần tay á, thì em sẽ may cho mình một lớp thôi, với kỹ lượng 2 lớp cho mình luôn. Thiết kế làm 2 túi 2 bên. Ở đây em cao 1m65 là để mặc giày tới bắp chân nha. Cái chất này á, coi như em mặc lên nó rất là mát luôn, mà có thể mặc đi chơi, đi làm nửa buổi hoặc cả ngày trời vẫn cảm thấy rất là dễ chịu, thoải mái luôn ạ. Thì hiện tại em chỉ cầu cho mình có đúng là 25 chiếc cuối cùng vậy thôi. Cả nhà thích thì em về tranh thủ nha. 48kg cho tới 58kg thì mình sẽ mang vừa. Giá của em nó ngày hôm nay là 179.000 đồng. Mình mua mặc cũng đẹp, mình mua tặng cũng sang đó cả nhà. Trời ơi, cái chất của nó nè, mềm siêu mát cho mình luôn, lên form đúng đỉnh luôn cả nhà nha. Váy bên nhà em thì chuyên về thời trang trung niên, thời trang quý bà, tầm hệ là U40-50 trở lên mình mà hoặc là xa nha. Nhưng cái mẫu đồng này thì em thấy nhiều chị khách mà mình 10 mấy, 20 mấy tuổi, trẻ trẻ mình đặt cũng rất là nhiều luôn á cả nhà. Sơ mi bên nhà em thì bọ bãi đa dạng, kiểu dáng đa dạng, thích trơn có trơn, thích hoa có hoa, thích họa tiết có họa tiết cho mình ha. Đó, và lâu lâu thì mình mới về cho mình những cái quả, cái hạt như thế này. Cái này là hạt dẻ nha cả nhà, trời dễ thương lắm luôn á. Đợt này mình không mua thì đợi tới đợt nào cả nhà, đang sale rẻ là 48 cho tới 58kg cho em ạ. Chị Nguyễn Phương một chiếc luôn ạ, chứ không hành có đơn nha. Mẫu này chị mua rồi em ơi, hơn 400 mà mặc đẹp lắm. Em cảm ơn chị đẹp mình rất là nhiều ạ. Đầm này 420, sắp giảm giá cho cả nhà mình còn 179.000 đồng nha. Màu này cả nhà tươi không? Tươi không cần tưới được á, mà mặc lên không có kém da. Tại vì nền vải của em ấy là tông màu đen cho nên mình mặc lên rất là tôn da người mặc luôn ha. Đầm sơ mi 1645 hiện tại shop đang cáo cho cả nhà mình full size đầy đủ luôn ạ. Từ 40kg cho tới 70kg và em dưới 90 cả nhà mình sẽ mặc đẹp thoải mái. Em váy này thiết kế sẽ là của sơ mi cho các chị đẹp mình nha, mặc lên rất là sang luôn, mặc đi chơi, đi tiệc, đi làm đều được cho em ạ. Tay lỡ nè, vai bồng đó, mặc lên thì không có sợ bị chật khớp tay đâu nha. Có nhánh eo, siết eo nhìn em sẽ nhỏ gọn hơn rất là nhiều luôn, và dáng đầm vông xòe chắc chắn sẽ che khéo được phần bụng cho cả nhà siêu siêu tốt luôn ạ. Ở đây thì em cao 1m65, đầm này sẽ mặc dài tới bắp chân như vậy nha. Cả nhà thích mặc dáng dài dài thì để dài dài, không thấy mặc dáng dài nên lên cắt ngắn được luôn. Và thiết kế thêm cho cả nhà mình 2 túi 2 bên đầy đủ như thế này đây ạ. Nền vải của em nó sẽ là sự kết hợp giữa 2 màu cả nhà nha, màu trắng với lại tông màu xám cho cả nhà mình. Đây, trải đều trên nền vải đây. Tông màu này thì mặc lên thì yên tâm luôn, mặc lên thì siêu trắng luôn. Da trắng mình mặc cũng đẹp, da ngâm mình vậy là cũng ok cho em. Dáng người của mình gầy hay là mình tròn người diện lên đều đẹp hết trơn luôn cả nhà ha. Thích mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên chốt liền, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số các em đó là 1645 và số điện thoại cho em là được ạ. Ngày hôm nay mẫu váy này trong livestream em đang có một cái chương trình sale rất là rẻ luôn, chỉ còn 229.000 đồng một váy. Em báo trước nha, giá 229.000 đồng chỉ áp dụng duy nhất trong cái bài livestream này thôi. Chị khách là mình mua tại cửa hàng nhà em hay là những mua ở những bài livestream khác, những trang mạng khác á, là 450.000 đồng một váy. Nhưng mà trong bài livestream ngày hôm nay chị đẹp nào mình đặt đơn và có chia sẻ livestream, em sẽ giảm giá cho mấy chiếc cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? 229.000 đồng một váy thôi nha. Vải đẹp, mềm, sờ lên miệng lắm, cái chất rất là mát, co giãn nhẹ nhàng 2 chiều cho mình như thế này luôn. Thiết kế thêm cho cả nhà mình 2 túi 2 bên như vậy ha. Mình thích cái mã váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số của em đó 1645 và số điện thoại cho em là được. Mình đang có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn cho mình ha. Chị khách là mình đặt hàng nhanh, em đảm bảo là sẽ có đơn hàng cho mấy chị mình luôn á. Rồi chị khách nào đặt hàng chậm tay quá hay sao ạ? Hết hàng rất là ổn luôn nha. Chị Nguyễn Thấm một chiếc luôn ạ, chứ Hồng Hạnh có đơn hàng cho mình. Dạ 229.000 đồng. Đồng này trước là bạn của em đó là dòng ngoại lụa mango cao cấp. Chị đẹp mình cứ yên tâm, vải này khi mà mình sờ lên á, cái chất rất là mềm, rất là mịn luôn, có độ co giãn nhẹ nhàng 2 chiều cho mình như vậy nè. Chân váy thì có lớp kem thun cô tông ha, 2 lớp cho cả nhà kỹ lưỡng luôn, mặc lên hoàn toàn không thấy công lộ gì hết. Thì cái chất vải lụa mango á, bình thường mình có thể là may 1 lớp là vừa mặc rồi, không có cần phải may 2 lớp làm chi đâu ạ. Nhưng mà chân váy thì em vẫn sẽ kỹ lưỡng lót thêm cho mình 1 lớp lót ha. Mình thấy mặc 1 lớp vừa rồi thì mình có thể tháo lót ra cho em cũng được. Dạ eo 84 mặc cho em size 2XL sẽ vừa chứ yêu ạ. Hiện tại shop đang có cho cả nhà mình đầy đủ 4 size hết luôn. Chị khách nào đặt đơn cũng có size hết, 40kg cho tới 70kg và eo là eo dưới 90 nha. Ngày hôm nay thì sale rất là rẻ, cả nhà mình cứ yên tâm, em bao giá toàn thị trường cho mình luôn ạ. Sơ mi thì bên em đã về cho cả nhà mình nhiều kiểu cho lắm rồi đúng không ạ? Cũng nhiều màu, nhiều họa tiết cho mình luôn. Trơn có, chấm bi có, họa tiết có, hoa lá có cho mình. Đợt này về cho cả nhà mình phối màu rất là xinh, nền vải là màu trắng với là tông màu xám ghi, và có phối với mình những cái họa tiết cây cỏ hoa lá nè trải đều trên nền vải cho mình xuất sắc không ạ? Thiết kế thêm cho cả nhà mình hai túi hai bên, khóa cái hòn gật lại nằm đằng sau lưng ha. Mình thích mẹ váy này của em thì ngay bây giờ tranh thủ lên đơn liền, chỉ cần bình luận ngay trên phía dưới mã số 1645 và số điện thoại cho em ba được em tư vấn luôn. 52kg có thể mặc size M hoặc là size L nha, tùy theo vòng eo của mình. Đặt đơn online đo kỹ giúp em vòng eo, đo ngang khủy tay đi qua hoặc là mình đo trên rốn giúp em, chỗ nào nhỏ nhất đo vô là chính xác nhất. Nếu như mà em của mình yêu dưới 72 mặc cho em size M vừa đẹp luôn, còn em của mình trên 72 lấy cho em size L là vừa chứ đẹp ha. Bên em có bộ phận chuyên viên tư vấn cho mình thêm lần nữa, mình cứ yên tâm đặt đơn thoải mái. Ngày hôm nay em đang sale rẻ nha, mã 1645 từ 450 em giảm giá cho chiếc em mình còn 229.000 thôi à. Tính ra thì giá của em nó còn rẻ hơn cả một cái áo sơ mi bình thường nữa đúng không? Mà mặc áo thì mình phải phối thêm quần với lại chân váy, còn mặc cái đầm thì rất là nhanh gọn lẹ luôn mà lại xinh nữa. Đó thì đã sale rồi nhưng mà em sẽ có cho mình thêm một cái chương trình ưu đãi nữa. Chị khách nào dồn đơn hàng cho em ngày hôm nay, dồn đơn 595.000 đồng thì mình sẽ được miễn phí giao hàng toàn quốc luôn nha.